Chào các bạn. Hiện nay mỗi người có thể sử dụng nhiều địa chỉ email và để tiến hành kiểm tra thư cũng như gửi thư của một địa chỉ email, chúng ta phải tiến hành đăng nhập vào địa chỉ email đó. Đây là một thao tác khá bất tiện. Thì trong phần hướng dẫn này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta có thể sử dụng đồng thời nhiều địa chỉ email, nhưng chúng ta chỉ cần đăng nhập vào một địa chỉ email và trên địa chỉ email chúng ta đã đăng nhập, chúng ta có thể nhận thư của các địa chỉ email khác, cũng như chúng ta có thể gửi thư với thông tin người gửi là thông tin của các địa chỉ email khác. Trong hướng dẫn này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt ở trên dịch vụ Gmail. Đây là một dịch vụ thư được sử dụng rất phổ biến hiện nay. Để thực hiện hướng dẫn này, mình sẽ sử dụng hai địa chỉ email. Địa chỉ thứ nhất là địa chỉ email thường xuyên đăng nhập. Mình sử dụng địa chỉ vancuongtran.vlog. Địa chỉ email thứ hai là địa chỉ email chúng ta rất ít khi đăng nhập. Trong trường hợp này, mình sử dụng địa chỉ Trần Văn Cường Channel. Để thực hiện chuyển tiếp thư, thì ở địa chỉ email ít khi đăng nhập, chúng ta sẽ thiết lập chức năng chuyển tiếp thư. Khi có một thư chuyển tới địa chỉ email này, nó sẽ tự động chuyển tiếp thư đó tới địa chỉ email khác. Để thực hiện chức năng chuyển tiếp thư, chúng ta làm như sau. Chúng ta chọn biểu tượng cài đặt. Sau đó chọn cài đặt. Trong giao diện cài đặt, chúng ta chọn chức năng chuyển tiếp. Sau đó chúng ta chọn thêm địa chỉ chuyển tiếp. Ở mục này, chúng ta tiến hành gõ địa chỉ sẽ nhận thư chuyển tiếp, tức là địa chỉ của email chúng ta thường đăng nhập. Như vậy, địa chỉ email đây là vancuongtran.vlog@gmail.com. Và chúng ta chọn tiếp theo. Như vậy, có một xác nhận chuyển tiếp thư tới địa chỉ này, chúng ta chọn tiếp tục. Và chúng ta OK. Như vậy, việc thiết lập chuyển tiếp thư về cơ bản đã hoàn thành. Ở đây có một thông báo đã có một cái mã xác minh được gửi tới địa chỉ email này. Chúng ta tiến hành vào kiểm tra thư ở địa chỉ email chúng ta thường xuyên đăng nhập. Như vậy đã có một thư mới. Chúng ta tiến hành xem nội dung thư. Thì trong nội dung thư này có mã xác minh. Chúng ta tiến hành sao chép mã xác minh này. Sau đó chúng ta tiến hành dán mã xác minh paste vào trong ô xác minh ở địa chỉ email ít khi đăng nhập và chọn xác minh. Hiện nay chức năng chuyển tiếp thư đang ở trạng thái tắt. Chúng ta chọn chuyển tiếp bản sao tới địa chỉ vancuongtran.vlog. Sau đó chúng ta chọn lưu thay đổi. Như vậy chúng ta đã thực hiện xong chức năng chuyển tiếp thư. Để tiến hành kiểm tra chức năng này, mình sử dụng một địa chỉ email thứ ba. Ở địa chỉ email này, mình tiến hành gửi thư tới địa chỉ email ít khi đăng nhập. Chúng ta gọi soạn thư tới Trần Văn Cường Channel với chủ đề của thư kiểm tra chức năng chuyển tiếp thư. Nội dung thư chúng ta chỉ cần gõ đơn giản xin chào. Rồi chúng ta thực hiện gửi thư. Bây giờ chúng ta sẽ vào mục hộp thư đến của địa chỉ email ít khi đăng nhập để chúng ta kiểm tra xem có thư mới chưa. Như vậy chúng ta thấy ở đây đã có thư mới. Chúng ta tiếp tục kiểm tra hộp thư đến của địa chỉ email chúng ta thường xuyên đăng nhập. Như vậy chúng ta từng thấy có một thư mới. Như vậy là thư từ Trần Phan Cẩm Linh gửi tới cho địa chỉ Trần Văn Cường Channel. Thì đồng thời cũng được gửi tới cho địa chỉ Văn Cường Trần Vlog. Như vậy với chức năng này, chúng ta thấy rằng chúng ta có thể không cần phải đăng nhập vào trong một địa chỉ email ít khi đăng nhập, mà thư đã được chuyển tới địa chỉ email thường xuyên đăng nhập. Do vậy chúng ta có thể tiến hành quản lý thư ở địa chỉ email thường xuyên đăng nhập. Bây giờ chúng ta tiến hành mở thư xem nội dung thư. Như vậy ở thông tin thư chúng ta có thể kiểm tra thông tin người gửi và người nhận.
Như vậy người gửi ở đây là Trần Phan Cẩm Linh và người nhận đó là Trần Văn Cường Channel. Nhìn vào thông tin này chúng ta có thể biết được đây là thư chuyển tiếp thư và gửi tới địa chỉ này nhưng đã được chuyển tới địa chỉ email của chúng ta. Chúng ta có thể tiến hành trả lời thư này. Như vậy chúng ta sẽ trả lời thư cho Trần Phan Cẩm Linh. Ở đây mình chỉ gõ nội dung thư đơn giản. Xin chào. Mình đã nhận được thư và gửi thư. Chúng ta cùng xem ở thư của Trần Phan Cẩm Linh. Chúng ta chọn hộp thư đến để kiểm tra thư mới. Như vậy chúng ta thấy đã có một thư mới ở Trần Phan Cẩm Linh. Chúng ta vào xem. Thì ở địa chỉ thư của Trần Phan Cẩm Linh, chúng ta thấy rằng đã có một thư mới và thông tin người gửi đó là từ vancuongtran.vlog. Như vậy chúng ta thấy Trần Phan Cẩm Linh đã gửi cho Trần Văn Cường Channel, nhưng người trả lời là vancuongtran.vlog. Trong trường hợp này, đối với một số bạn, khi chúng ta có thể có địa chỉ email, ví dụ như địa chỉ email của cho công việc của cơ quan các bạn, và các bạn muốn chúng ta nhận chuyển tiếp thư từ địa chỉ cơ quan các bạn, của công việc các bạn, nhưng khi trả lời cũng phải là trả lời từ địa chỉ đó, có nghĩa là gì? Có nghĩa ở đây đã gửi tới cho Trần Văn Cường channel@gmail.com thì người trả lời cũng phải là Trần Văn Cường Channel. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một kỹ thuật tiếp theo, đó là chức năng trả lời thư từ địa chỉ của địa chỉ email khác. Để tiến hành trả lời thư của địa chỉ email khác thì ở giao diện của địa chỉ email thường xuyên đăng nhập, chúng ta chọn biểu tượng cài đặt và sau đó chọn cài đặt. Chúng ta ở giao diện cài đặt, chúng ta chọn tài khoản và nhập. Trong giao diện tài khoản và nhập, chúng ta chọn gửi thư bằng địa chỉ. Thì hiện nay ở địa chỉ thư vancuongtran.vlog, chúng ta mới thực hiện gửi thư bằng địa chỉ này, một địa chỉ duy nhất, đó là địa chỉ email chúng ta đang sử dụng ở đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành thêm địa chỉ gửi thư khác. Chúng ta chọn thêm địa chỉ email khác. Như vậy ở cửa sổ này là chúng ta tiến hành nhập tên của địa chỉ email và địa chỉ email gửi. Trong trường hợp này mình sẽ sửa lại ở đây tên là Trần Văn Cường, tức là tên của địa chỉ email chúng ta gửi có tên là Trần Văn Cường. Và địa chỉ email là gì? Bây giờ mình sẽ muốn đóng vai trò mình gửi là của Trần Văn Cường Channel. Do vậy mình gõ vào đây Trần Văn Cường Channel @gmail.com. Chúng ta chọn bước tiếp theo. Như vậy đã có một thông báo về việc gửi xác minh địa chỉ email của bạn. Chúng ta chọn gửi xác minh. Sau khi chúng ta chọn gửi xác minh, chúng ta sẽ tiến hành vào địa chỉ Văn Cường Trần, Trần Văn Cường channel@gmail.com để chúng ta tiến hành xác minh. Chúng ta chọn gửi xác minh. Bây giờ chúng ta tiến hành vào địa chỉ email mà chúng ta vừa thực hiện chức năng gửi thư bằng địa chỉ email đó. Như vậy đã có một mã xác minh tới ở địa chỉ email Trần Văn Cường Channel. Chúng ta vào kiểm tra thư. Ở đây có mã số xác minh, chúng ta tiến hành sao chép mã số xác minh này. Và chúng ta quay lại địa chỉ email thường xuyên đăng nhập. Thì chúng ta chú ý, hiện nay trình duyệt có thể mở thêm một cửa sổ mới. Thì chúng ta chú ý kích hoạt cửa sổ, lúc nãy chúng ta đang còn chờ nhập vào mã số đăng nhập. Chúng ta nhập vào đây và xác minh. Như vậy ở đây chúng ta sẽ tiến hành xác minh. Chúng ta sẽ gửi thư với địa chỉ email này. Chúng ta chọn xác minh. Như vậy chúng ta thấy chúng ta đã thực hiện xác minh thành công. Bây giờ ở địa chỉ vancuongtran.vlog, chúng ta không chỉ gửi thư với thông tin người gửi là vancuongtran.vlog mà chúng ta có thể gửi thư với thông tin người gửi là Trần Văn Cường channel@gmail.com. Bây giờ chúng ta sẽ thử chức năng này.
Chúng ta quay lại hộp thư đến. Chúng ta sẽ tiến hành trả lời thư cho Trần Phan Cẩm Linh. Lúc nãy Trần Phan Cẩm Linh đã gửi thư cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành trả lời thư. Chúng ta chọn trả lời. Thì ở trả lời thư, chúng ta click vào thông tin của người gửi. Chúng ta sẽ thấy ở đây có một mũi tên. Chúng ta click vào mũi tên này thì sẽ thấy trong này thiết lập cho phép chúng ta lựa chọn thông tin người gửi. Trong trường hợp này, vì mình đã nhận thư gửi tới cho Trần Văn Khương Channel, do vậy người trả lời cũng sẽ là Trần Văn Khương Channel. Và chúng ta trả lời vào đây. Xin chào. Và chúng ta gửi thư. Bây giờ chúng ta có thể kiểm tra thư ở địa chỉ của Trần Phan Cẩm Linh để chúng ta xem thông tin của người trả lời thư cho Trần Phan Cẩm Linh như thế nào. Như vậy chúng ta thấy đã có một thư mới ở Trần Phan Cẩm Linh. Chúng ta vào kiểm xem kiểm tra nội dung thư. Ở đây chúng ta thấy chúng ta kiểm tra là thông tin cũ về thông tin gửi của Trần Phan Cẩm Linh. Trần Phan Cẩm Linh đã gửi tới cho Trần Văn Khương Channel và chúng ta cùng xem thông tin trả lời. Ở đây người trả lời cũng là Trần Văn Khương Channel đã trả lời cho Trần Phan Cẩm Linh. Như vậy chúng ta thấy với cách này chúng ta có thể đứng ở một địa chỉ email khác. Trong trường hợp này là địa chỉ email của Văn Khương Trần.blog, nhưng chúng ta có thể trả lời thư cho một địa chỉ email khác, đó là địa chỉ email Trần Văn Khương Channel. Với cách quản lý này, các bạn có thể sử dụng rất nhiều địa chỉ email khác nhau, nhưng chúng ta có thể chỉ cần đăng nhập vào một địa chỉ email là có thể nhận thư của các địa chỉ email khác, nhưng đồng thời cũng có thể gửi thư. Với thông tin người gửi là địa chỉ email khác. Và để thiết lập thêm các địa chỉ gửi thư khác, chúng ta tiếp tục chọn biểu tượng cài đặt, chọn cài đặt. Và ở chức năng tài khoản và nhập này, chúng ta tiếp tục chọn thêm địa chỉ email khác. Chúng ta tiến hành các thao tác tương tự để nhập các địa chỉ email mà chúng ta muốn gửi thư với thông tin gửi là của địa chỉ email đó. Như vậy trong phần này mình đã hướng dẫn các bạn hai kỹ thuật cơ bản cho việc sử dụng đồng thời nhiều email của dịch vụ Gmail, đó là chức năng chuyển tiếp thư và gửi thư từ một địa chỉ email khác. Hy vọng phần hướng dẫn của mình có ích cho các bạn. Nhớ nhấn nút theo dõi kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.